thay mặt công ty xin được gửi Trái Quân một món quà. Và đặc biệt là trong sâu thẳm sứ mệnh của VIP là tất cả những người có cơ hội để tiếp xúc với kiến thức này thì mọi người đều đạt được tự do tài chính và sống cái cuộc đời cuối những năm tháng cuối đời của mình không cần phải lo đến cái báo cáo tiền nữa. Đó là cái mà chúng tôi mong muốn nhất và xin chân thành được tặng anh Quân. Rất là hôm qua xin cảm ơn thầy và xin phép là lớp mình và bạn tôi cũng lớn tuổi nhưng mà xin gọi anh đi cho nó thân mật. Tôi xin cảm ơn anh và công ty hôm nay coi như là qua một thời gian tuy không nhiều mới có 3 ngày thôi nhưng mà qua một thời gian thầy anh cũng như là các cụ sư ở đây và đã truyền tải lại cho tôi và cũng tất cả học viên đây cũng rất là nhiều kiến thức nói chung là bổ ích. Tất nhiên cái cơ duyên thì tôi như tất cả mọi người đây mà đến đây thì cũng là thứ nhất là cũng là tình cờ. Tình cờ lên mạng và thấy cái lớp học và thứ hai là ở đây chúng tôi là những người cũng rất muốn để tìm thêm những kiến thức để thay đổi cái cuộc sống của mình và mục đích chúng tôi đến đây là thứ nhất là thoát tự do về tài chính. Thế thì cái tiêu chí đề ra như vậy và anh cũng như là các cộng sự đã truyền đạt mấy ngày qua tôi rất là tốt và tôi đã thấu hiểu rất là nhiều điều. Qua chương trình này tôi cũng xin là chúc anh, chúc chương trình, chúc công ty ngày một tốt đẹp lên phát triển. Gặp nhau là chuyện nhỏ nhưng mà thoát thể tự do tài chính và thứ hai cái nhà càng giàu càng phát đạt lên nha. Xin cảm ơn anh.